Bây giờ chúng ta qua một cửa mở một cánh panel 50mm không ô kính quan sát ở trang 158. Ở bước 1, trong mặt đứng sau, các bạn quét toàn bộ cái cửa và cái tường. Không cần chọn cái test này đâu. Rồi các bạn copy to clipboard. Sau đó các bạn paste align to selected level. Sau đó các bạn chọn level 2, rồi các bạn ok. Các bạn thấy nó đang toàn bộ lên level 2 đây nè, thấy chưa? Ở bước 2, trang 159, các bạn chọn toàn bộ cái test này. Sau đó các bạn dùng lệnh copy. Các bạn copy nó lên đây. Bây giờ qua bước 3, các bạn vào tab insert, chọn low family. Sau đó các bạn vào thư mục ba cửa đi. Ba cửa mở một cánh, một cửa dày 50mm, một A không ô kính. Các bạn mở cái family, cửa mở một cánh không ô kính 50mm. Rồi các bạn click open. Ở trong sau, các bạn click chọn cái cánh cửa này, đây là cái cửa lùa nè. Sau đó các bạn edit type. Các bạn mở cái family ra, đổi nó thành là cái family cửa mở một cánh không ô kính 50mm. Cái type thì vẫn để cái type là 900 × 2200 × 50mm không ô kính. Các bạn ok. Bây giờ chúng ta qua bước 6, cái trang 160. Các bạn vào cái level 2. Đây các bạn thấy có cái cửa chúng ta đây nè. Trong level 2 nó đang nhìn xuống mờ mờ dưới level 1 nè. Chỗ in align range bay level, các bạn cho nó là nông đi, đừng nhìn xuống level 1 làm gì hết. Sau đó các bạn click chọn cái cửa, các bạn dùng lệnh move. Bây giờ mình zoom lớn cái chỗ này lên. À chỗ này nó bo tròn rồi, mình bắt điểm hơi khó ha. Vậy thì mình dùng lệnh align đi. Dùng lệnh align, mình chọn cái đầu tường nè. Mình align vào đây nè, à, nó cũng nhảy vô. Rồi kiểm tra lại cái hai cái ngạnh hai bên này, rồi nó bám sát được rồi. Bây giờ các bạn trở lại sau, zoom lớn cái chỗ này lên, rồi các bạn click chọn cái test, sửa nó thành là cửa mở một cánh, panel 50mm không ô kính quan sát, size là 900 × 2200 × 50 không ô kính. Bây giờ chúng ta qua 3D, chúng ta xem cái cửa này, đây nó như thế này. Chúng ta qua một cửa mở một cánh panel 50mm có ô kính quan sát. Ở bước 1, các bạn vào tab insert low family. Sau đó các bạn up one level, rồi các bạn vào cái thư mục 1B có ô kính. Các bạn chọn cái family là cửa mở một cánh có ô kính 50mm. Các bạn click open nó ra. Bây giờ các bạn vào mặt đứng sau lại, các bạn click chọn cái cửa thứ hai nè. Ở trên level 2 đó, các bạn edit type, rồi các bạn đổi cái family thành là cửa mở một cánh có ô kính 50mm, vẫn để cái thai 900 × 2200 này. Các bạn ok. Các bạn thấy nó lệch vị trí đúng không? Cho nên mình vào level 2. Đây, nó đây nè. Rồi các bạn dùng lệnh align. Các bạn align nó vào cái tường lại. Sau đó các bạn trở lại mặt đứng sau. Các bạn click chọn cái test. Chúng ta sửa cái test lại là cửa mở một cánh panel 50mm. Chỗ này sửa thành là cửa mở có ô kính quan sát. Cái thai là 900 × 2200 × 50mm COK. Các bạn chọn cả hai cái cửa và cái tường này. Bây giờ mình qua 3D mình xem coi hai cái cửa này khác nhau chỗ nào. Nó chỉ khác nhau chỗ á là cái này là không có ô kính quan sát, còn cái này thì có ô kính quan sát. Thì để ý cái cửa lùa á thì nó không có kính hơi. Cho nên á chúng ta người ta thường thường á là để thiết kế những cái cửa kho hay gì đó. Còn những cái cửa mở này thì thiết kế những phòng lạnh, phòng sạch. Bây giờ chúng ta qua một cửa mở một cánh panel 75mm không ô kính quan sát ở trang 161. Các bạn vào tab insert, chọn low family. Sau đó các bạn vào thư mục ba cửa đi, ba cửa mở một cánh. Rồi vào hai cửa dày 75mm, rồi vào 2A không ô kính. Các bạn chọn cái family cửa mở một cánh không ô kính 75mm này. Các bạn click open nó ra. Ở bước 2, các bạn trở về mặt đứng sau. Các bạn click chọn cái cửa thứ ba ở level 2 đây. Sau đó ở bước 3, các bạn edit type, các bạn đổi thành cái family cửa mở một cánh không ô kính 75mm và cái size vẫn là 900 × 2200. Rồi các bạn ok. Ở bước 4, trang 162, các bạn vào level 2. Đây, nó nằm ở đây đây. Rồi các bạn dùng lệnh align, các bạn align nó vào cái tường. Tường thì mình đã, ở đây mình đã sửa thành tường 75 rồi. Cửa này 75 ráp vô khít đây. Bây giờ trở lại sau lại, các bạn sửa cái test thành là cửa mở một cánh panel 75mm không ô kính quan sát, size 900 × 2200 × 75 KOK. Bây giờ chúng ta qua một cửa mở hai cánh panel 50mm không ô kính quan sát. Ở bước 1, các bạn low family. Sau đó
các bạn vào thư mục 3 cửa đi và vào thư mục 4 cửa mở 2 cánh. Sau đó vào thư mục 1 cửa dày 50mm. Rồi vào thư mục 1A không ô kính. Các bạn chọn cách phá ma lý cửa mở 2 cánh không ô kính 50mm. Các bạn click Open. Các bạn xóa cái trường hợp này đi. Sau đó các bạn click vào cái cửa lùa 2 cánh chỗ này nè. Ở bước 3 các bạn Edit Type. Đổi cái phá ma lý thành là cửa mở 2 cánh không ô kính 50mm. Và cái size là 1600 x 2200 x 50 KOK. Các bạn OK. Bây giờ chúng ta vào level 2 chúng ta kiểm tra coi nó đúng chưa. Nó nằm tốt bên đây này. Đây các bạn thấy nó khớp với cái tường như cũ rồi, cho nên không cần dời nữa. Nếu nó lọt đó thì mình hãy dời. Rồi các bạn trở lại sau, mình mới hiệu chỉnh cái test nè. Mình sửa cái test thành là cửa mở 2 cánh panel 50mm giữ nguyên, không ô kính quan sát, size 1600 x 2200, 50mm cao K, đúng rồi. Bây giờ chúng ta qua một cửa mở 2 cánh có ô kính quan sát panel 75mm ở trang 163. Ở bước 1, các bạn low family, sau đó up one level, vào thư mục 1B có ô kính đây. Rồi chọn cái family, cửa mở 2 cánh có ô kính 50mm, các bạn click open. Trong sau, các bạn click chọn cái đo cuối cùng nè, ở trên level 2 đó. Rồi, các bạn edit size, chúng ta đổi thành cái size cửa, đổi thành cái family cửa là cửa mở 2 cánh có ô kính 50mm và cái size là 1600 x 2200 x 50 COK. Rồi OK. Bây giờ chúng ta vào level 2 để chúng ta kiểm tra vị trí của nó. Các bạn thấy nó đúng vào cái vị trí ngay cái lỗ tường như thế này. Rồi các bạn trở lại mặt đứng sau, mình hiệu chỉnh cái tên của nó. Mình sửa thành là cửa mở 2 cánh panel 50mm có ô kính quan sát, size là 1600 x 2200 x 50 có ô kính. Kết quả trong 3D hai cửa này. Đây, hai cái cửa mở hai cánh như thế này đây. Hai cửa này khác nhau chỉ là một bên là có cái ô kính quan sát nhìn vô, còn bên đây thì không có. Bây giờ chúng ta qua mục 6.5.2 phá ma ly ô kính quan sát ở trang 165. Ở bước 1, từ cái file cửa đi này, các bạn file cell A project, rồi các bạn up one level, các bạn chui vào thư mục 8 ô kính quan sát, các bạn cell thành cái file ô kính quan sát này. Tôi để chữ tạm để sau này tôi xóa đi. Ở bước 2, trong thư mục Family, các bạn mở dấu cộng ra. Các bạn mở dấu cộng của cái đo ra. Ở đây là tất cả những cái cửa mà chúng ta gắn vào. Các bạn ship toàn bộ hết tụi nó. Rồi các bạn delete nó đi. Sau đó OK, xóa hết toàn bộ cửa. Bây giờ mình vào sau. Các bạn cũng xóa hết toàn bộ tường và test ở level 2. Và cái khúc đuôi ở phía level 1 này, trừ lại trường hợp đầu tiên như thế này thôi. Sau đó các bạn hiệu chỉnh cái chữ nè, các bạn sửa thành là ô kính quan sát panel 50mm. Rồi, bỏ cái chữ không ô kính quan sát này đi. Nó là ô kính quan sát rồi. Rồi, ở dưới cái size thì các bạn sửa thành là 1000 nhân 1200 nhân 50mm và bỏ khúc đuôi này đi. Sau đó các bạn click chọn cái tên, các bạn edit profile. Rồi, tạo một cái nét nằm ngang như thế này. Bây giờ mình hiệu chỉnh cái kích thước lại. Cái lỗ này là 1000. Mình đo kích thước đi, nó không chịu rồi. Nó không hiện cái measure thì đo cái dimension. Nó là 1000. Rồi cái khoảng từ dưới đây lên đây, các bạn cho nó là 1000. Còn cái khoảng từ đây tới đây, nó là 1200, đúng rồi. Trim nó lại. Mình xóa bớt một đường này đi. Đường này có khóa, đường này không có khóa nè. À, hai đường đều có khóa hết, xóa bớt một đường thôi. Rồi, trim nó lại. Xóa ba cái kích thước này đi. Sau đó các bạn finish. Đây là cái hình bên tay phải của bước 2. Dời cái này vô giữa à, cho nó đẹp. Ở bước 3, các bạn vào tab Insert, Low Family. Sau đó các bạn vào thư mục Family phương Nam, Revit Beam, Family 1 3D. Rồi vào 5 ô kính quan sát. Sau đó vào 1 ô kính 50mm. Rồi các bạn click chọn cái Family là 51 ô kính 50mm này. Các bạn open nó ra. Ở bước 4, trang 166, các bạn về level 1, zoom lớn cho cái tường này lên đây. Rồi các bạn vào tab Architecture, chọn công cụ là Window. Bản chất cái ô kính quan sát thì nó cũng là một cái Window, nhưng nó không mở được thôi. Cái Window các bạn thấy á, cái cửa sổ nó cũng có cái phần mà ô kính chết bên trên á. Cho nên mình xếp nó vô cái tile này được rồi. Không có cái railing. À, mấy bạn gắn đại nó vào mặt bằng như thế này. Rồi Escape hai lần hết lần. Thì ở cái Window này á, là cũng là một cái dạng, tôi dùng cái template là generic model, sau đó tôi đổi cái query nó thành là window, cho nên nó gắn tự do, không cần phải gắn vào cái hot, nó là cái basic one.
giống như những cái window thông thường. Ở bước 5, các bạn mua nó vào trong lỗ tường. Rồi, chỗ góc này nó vuông cho nên mình bắt điểm được. Các bạn click vào điểm này, click vào đây. Mua nó vào đây. Chỗ này bị sai rồi, cạnh này mới đúng nè. Cho nên mình tiếp tục move cái chỗ này nè, lên trên đây nè. Rồi, nó khớp vào tường như thế này. Cạnh này khớp rồi, mặt bên đầu bên này khớp rồi, mình kiểm tra cái đầu bên này coi. Rồi, đầu bên này nó cũng khớp vào tường. Bây giờ chúng ta tạo một cái mặt cắt tạm, dùng detail view thôi. Tạo mặt cắt tạm ở đây. Sau đó các bạn vào mặt cắt tạm này, kéo nó rộng lên đi, mình thấy là đủ hết. Rồi, zoom lớn ở đây lên. Ở đây nè, chúng ta cũng mua nó đúng vào cái đỉnh tường đây. Bởi vì á, là cái chỗ này vị trí OKC chúng ta cho nó là 1000 rồi, cho nên nó đúng cái chiều cao 1000. Sau này á, các bạn làm việc á, thì các bạn chỉ cần thay đổi số này, giả sử cho nó là 800, thì lập tức nó chạy xuống 800 như thế này. À, các bạn đổi nó thành là 1000 thì nó chạy lên đây, và các bạn mua cũng được, không nhất thiết phải đổi cái số này. Thì giả sử mình mua đi, mình mua lên đây này, các bạn thấy khi mà mình mua á, thì cái số này nó không chạy, nhưng á là cái số offset from hot nó chạy nè, thấy chưa? À, vậy thì tùy cái nhu cầu thống kê mà các bạn dùng move hay là các bạn dùng điều khiển cái vị trí OKC này. Bây giờ tôi cần transact lại, nó khớp với chân rồi. Bây giờ mình lên đầu nó khớp không? Đây, trên đầu nó cũng khớp vô cái lỗ như thế này. Các bạn trở về sau, xóa cái mặt cắt tạm này đi. Kết quả trong sau nó như thế này. Ở bước 7, các bạn gọi low family, sau đó up one level vào thư mục 2 ô kính 75 ly. Các bạn low cái family 52 kính ô kính 75 mm đem nó ra. Ở bước 8, các bạn copy toàn bộ cái tường ô kính quan sát và cái test qua bên phải như thế này. Trong bước 9, các bạn lấy chọn cái ô kính quan sát vừa copy ra, các bạn edit size, rồi các bạn đổi cái family nó thành là ô kính 75 ly, và cái size vẫn là để 1000 nhân 1200 nhân 75 này. Rồi các bạn ok. Sau đó các bạn lấy chọn cái tường kính 75 ly, ô kính 75 ly thì nó lắp vào cái tường 75 ly. Cho nên các bạn đổi thành loại tường là generic 75 mm đây. Rồi các bạn hiệu chỉnh cái test, nó là ô kính quan sát panel 75 mm, size 1000 nhân 1200 nhân 75 ly. Ở bước 10 hình bên tay phải, các bạn cũng về level 1, các bạn kiểm tra coi. Ở bên này nó khớp chưa? Này nó khớp vào tường rồi thì thôi. Bây giờ chúng ta qua bước 11, các bạn vào tab insert, chọn công cụ low family. Các bạn up one level, rồi các bạn vào 3 ô kính 100mm. Chọn cái family 53, ô kính 100mm rồi up nó ra. Bước 12 trang 168, các bạn vào mặt đứng sau. Các bạn copy nguyên cái trường hợp này qua đây. Tương tự, các bạn click chọn cái ô kính quan sát vừa copy ra nè. Các bạn đổi thành cái loại là ô kính 100mm. Cái size thì nó có size thôi cho nên giữ nguyên. Rồi các bạn ok. Bây giờ tới cái tường, các bạn lấy chọn cái tường này. Tường này đang là tường 75 ly. Các bạn edit size rồi duplicate lên. Đặt tên nó là cái tường 100mm. Rồi ok. Sau đó các bạn edit structure nó, sửa cái chiều dày của tường là 100mm. Rồi các bạn ok và ok. Ở bước 14, các bạn lựa chọn cái tab và các bạn sửa cái chữ panel là 100mm. Rồi cái thân thai này sửa thành là 100mm. Hình bên tay phải bước 14, các bạn trở về level 1. Các bạn kiểm tra coi cái ô kính này nó khớp chưa. Kết quả nó khớp đây như thế này. Bây giờ tôi qua 3D, tôi để tôi xem ba cái ô kính này. Các bạn thấy chúng ta có ba cái ô kính quan sát như thế này đây. Các bạn save file lại. Rồi các bạn close file.